Vừa qua, Rose Blackpink xuất hiện trên trang bìa tạp chí Paper. Trong cuộc phỏng vấn với Paper, nữ ca sĩ Hàn Quốc đã tiết lộ về album solo sắp ra mắt mang tên Royce. Đáng chú ý, cô kể về một mối quan hệ độc hại mà cô từng trải qua trong đời. Paper miêu tả, đây là một album nhạc pop đúng nghĩa, với những sắc thái kể chuyện thân mật theo phong cách Swiftian và những đoạn điệp khúc nhẹ nhàng, thanh thoát khi cô vẽ nên câu chuyện về một tình yêu tan vỡ, bỏ lỡ những dấu hiệu cờ đỏ, trải qua những ngày u tối trong tâm hồn vào lúc 3 giờ sáng và trở nên độc hại cho đến phút cuối cùng. Điều này khiến netizen đặt nghi vấn Rose từng trải qua mối quan hệ độc hại trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ suy đoán biến cố của thành viên nhóm Blackpink xảy ra vào khoảng năm 2019. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã bật khóc trên sân khấu trong một tiết mục solo của mình và đó cũng là năm cô viết ca khúc Gone. Bài hát Gone của Rose có giai điệu trầm lắng, buồn bã với nội dung là câu chuyện tình dang dở, cảm giác cô đơn khi bị người yêu rời bỏ để tìm hạnh phúc mới. Ngay lập tức, cư dân mạng nghi vấn người bỏ rơi và khiến Rose bị tổn thương chính là Suzy. Theo đó, tin đồn hai nữ idol hàng đầu K-pop có mối quan hệ tình cảm nổ ra từ năm 2020. Dân mạng đã phát hiện ra sự trùng hợp khó tin trong những bài đăng trên Instagram của Rose và Suzy vào năm 2019. Từ hình ảnh được cho là chuyến du lịch chung, check-in cùng địa điểm, sử dụng đồ đôi, tất cả đều khiến một bộ phận người hâm mộ tin rằng cả hai hẹn hò. Tháng 5 vừa qua, tin đồn hẹn hò của hai nữ idol lại dấy lên khi khán giả phát hiện chiếc áo mà Suzy mặc trong trailer bộ phim Wonderland trùng khớp với chiếc áo mà Rose từng mặc. Đáng nói, thời điểm họ mặc áo này đều từ năm 2020, khoảng thời gian bùng nổ tin đồn hẹn hò. Nếu như Wonderland của Suzy được quay từ năm 2020, thì Rose cũng mặc chiếc áo này trong clip quảng bá bản hit tỷ view How You Like That cùng Blackpink cách đây 4 năm. Những hình trùng khớp đến lạ kỳ khiến các fan không thể không đặt nghi vấn về việc cả hai thực sự có khoảng thời gian bên nhau. Trước tin đồn tình ái, hai nữ nghệ sĩ không lên tiếng phản hồi. Sau đó đến nay, mối quan hệ của Rose và Suzy vẫn được xem là bí ẩn lớn nhất K-pop. Paper cho biết, trong album sắp tới, sẽ có những bài hát mà chỉ Rose mới có thể thấu hiểu, như trải nghiệm đơn độc khi lên mạng và lướt qua nhiều bình luận chỉ trích mình. Rose thừa nhận cô có thói quen xấu là lướt mạng xã hội đến tận khuya. Điều này đôi khi khiến cô sa vào những bình luận tiêu cực, ám ảnh tâm trí. Một bài hát trong album được viết sau thời gian cô trải qua điều đó. Tôi nhận ra mình dễ bị tổn thương, nghiện thế giới trực tuyến này đến mức nào, cùng khao khát được yêu thương, thấu hiểu. Cô nói về động lực đằng sau ca khúc. Rose quyết định viết một bài hát tổn thương đến cùng cực và chân thực đến mức mọi người đều biết rằng tôi là người đã trải qua những cảm xúc này và tôi ghét điều đó ở bản thân mình. Do tôi muốn che đậy đi thôi, ngay cả trong các cuộc phỏng vấn, tôi giống như thể hiện ra rằng không có gì làm tôi khó chịu cả. Nhưng nó thực sự có. Mỗi lời nói, mỗi bình luận, nó đều nghiền nát tôi. Rose tâm sự. Giọng ca nhóm Blackpink cho biết, album của cô nói về những năm 20 khủng khiếp và ở tuổi 27, cô ấy đã đi được hơn nửa thập kỷ, được định hình bởi thành công vang dội nhưng cũng có những hiểu lầm hoang đường về con người mình. Cô coi Rosé là cơ hội để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi muốn mọi người thấu hiểu hơn về tôi và ngừng hiểu lầm về con người tôi. Tôi sẵn sàng trở nên dễ bị tổn thương, cởi mở và trung thực hơn để mọi người không hiểu lầm và chấp nhận con người thật của tôi. Rose nói về mục đích phát hành album solo đầu tiên.